Và bên dưới thảm cũng có hệ thống giảm xóc bằng cao su nên sẽ giảm được phản lực tác động lên chân, cơ và các khớp của mình, giúp cho mình sẽ có một trải nghiệm tập luyện hiệu quả và an toàn. Đây là một công nghệ an toàn được trang bị trên mẫu máy này của Daikin Osan. Nếu như bạn là một người yêu thích việc chạy bộ nhưng mà bạn là một người hướng nội, không có thích chạy ngoài đường mà chỉ thích tập một mình thôi vì đó mới là chân ái, thì bạn đã click đúng vào video này rồi. Vì sản phẩm hôm nay mà mình tìm hiểu đó chính là chiếc máy chạy bộ đến từ thương hiệu Daikin Osan. Chiếc máy này thì không những chất lượng mà còn full top pin tính năng, và nó có xứng đáng để rước về nhà hay không thì hãy cùng mình tìm hiểu nha. Đầu tiên thì mình sẽ nói về thiết kế của chiếc máy này. Kích thước của nó thì khá là lớn với bộ khung sườn được làm bằng kim loại to, dày và cứng cáp. Dù máy hơi chiếm diện tích nhưng nhờ có như vậy thì mình mới có cảm giác an tâm để thoải mái bay nhảy trên máy được, đúng không nào? Nếu nhà bạn không có nhiều chỗ trống thì cũng yên tâm, tại mình có thể nhấc phần thảm chạy lên để xếp gọn máy lại với phần piston trợ lực, rồi đẩy đi, cất vào góc nào đó, khi dùng thì đẩy ra, dùng chân ấn nhẹ phần piston là xong. Các chi tiết khác như là bảng điều khiển hay ốp động cơ thì được làm từ các chất liệu nhựa cao cấp với độ bền cao và có một phối màu rất trung tính. Nên về mặt thẩm mỹ thì mẫu máy này sẽ dễ hòa hợp với không gian của mỗi nhà. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần quan trọng nhất của một chiếc máy chạy bộ, đó chính là thảm chạy. Thảm chạy này thì có thể tăng độ dốc lên 15%, và độ dốc càng cao thì sẽ càng tiêu hao được năng lượng. Chất liệu để làm nên chiếc thảm này là PU và PVC 5 lớp. Khi mình trải nghiệm với chất liệu này thì mình thấy nó cho mình một sự cứng cáp đủ để chạy, nhưng đồng thời cũng là sự đàn hồi để chân của mình cũng trở nên êm ái hơn, giảm được tình trạng chấn thương. Và bên dưới thảm cũng có hệ thống giảm xóc bằng cao su nên sẽ giảm được phản lực tác động lên chân, cơ và các khớp của mình, giúp cho mình sẽ có một trải nghiệm tập luyện hiệu quả và an toàn. Đây là một công nghệ an toàn được trang bị trên mẫu máy này của Daikin Osan. Ngoài ra thì phần thảm chạy này cũng tương đối rộng rãi, mình thì cao tầm 1m7 và khi chạy thì vẫn rất là thoải mái, không có bị vướng víu gì hết. Chiếc máy này thì có công suất là 3,25 mã lực và vận tốc tối đa lên đến 16 km/h, cũng khá là nhanh đó. Vì vậy mà các bạn chúng ta cần tùy vào thể lực của mình mà chọn mức vận tốc cho phù hợp, không là té ngã trong lúc tập luyện đó. Việc đầu tiên khi mà các bạn bước lên máy này á, đó là chúng ta cần phải dùng cái khóa an toàn này nè, và chúng ta gắn lên áo để khi mà chúng ta tập luyện á, lỡ như mà có sự cố gì á thì máy sẽ ngưng hoạt động ngay. Nó cũng giống như việc là chúng ta đi ô tô là mình phải thắt dây an toàn vậy. Khi leo lên máy á, thì phía trước mình đó chính là bảng điều khiển và màn hình hiển thị. Theo mình thấy á, thì khoảng cách của nó khá là vừa tầm mắt của mình và cũng thuận tay cho mình trong việc điều chỉnh nữa. Các phím là phím cơ nên dù bạn có đổ mồ hôi nhễ nhại thì vẫn có thể điều chỉnh được, chứ không phải là bị chạm như là bảng điều khiển cảm ứng. Ở tay cầm hai bên thì cũng có các nút để điều chỉnh nhanh vận tốc và độ dốc của thảm. Ở đây á, mình thấy thiết kế khá là tiện lợi luôn, khi mà mình đang tập luyện á, thì mình vẫn có thể điều chỉnh được. Và ở đây á, phím của nó cũng là phím cơ nên mình cũng rất là dễ dàng điều chỉnh. Tuy nhiên nó có một điểm hạn chế, đó là thiết kế này là thiết kế dạng nổi, nên vì vậy khi mà mình đang tập luyện đi, lỡ mình có để tay lên đây, đó các bạn thấy không, là nó sẽ dễ dàng thay đổi thông số tập luyện của mình. Vì vậy khi đặt tay ấy, thì các bạn nên né nó ra. Ngoài những phím chức năng căn bản của một chiếc máy chạy bộ thì ở mẫu máy này của thương hiệu Daikin Osan á, thì mình thấy còn có một cụm phím rất là độc lạ luôn, đó chính là tăng giảm âm lượng và chuyển nhạc. Tại vì máy có thể kết nối với điện thoại thông qua Bluetooth hoặc là jack cắm 3.5, còn không thì có thể phát nhạc qua đầu USB. Và việc mà vừa có đa dạng kết nối, vừa có cả phím hỗ trợ mình trong việc điều chỉnh liên quan đến nhạc, thì mình thấy chiếc máy này khá phù hợp với các bạn có thói quen vừa tập thể dục vừa nghe nhạc. Khi mà các bạn đang tập luyện đi thì các bạn không cần phải sử dụng điện thoại để các bạn quẹt quẹt để điều chỉnh. Chúng ta chỉ cần sử dụng các phím này thì mình có thể tăng giảm âm lượng và chuyển nhạc thoải mái luôn.
Trên chiếc máy này thì được trang bị hai chiếc loa tích hợp. Mặc dù là hai chiếc loa này chất lượng âm thanh không có bằng với lại những chiếc loa Bluetooth rời, nhưng mà nó vẫn vừa đủ để mình có thể nghe được những bài nhạc yêu thích, để mình có thể tăng thêm động lực để luyện tập. Còn về màn hình LED thì hiển thị đầy đủ thông tin, tuy nhiên theo mình thấy thì nó vẫn còn khá là nhỏ. Mặc dù ở đây còn rất là nhiều không gian trống và mình có thể mở rộng bảng điều khiển để dễ dàng quan sát hơn trong quá trình luyện tập. Ở đây các bạn có thể thấy nó có một ô để hiển thị một chỉ số cứ thay đổi liên tục, thì đây là chỉ số nhịp tim được đo bằng hai cảm biến ở phần tay cầm phía trước. Thường thì mình thấy thiết kế phần cảm biến sẽ nằm ở hai bên phần tay cầm. Còn ở đây thì Daikyosan làm thêm một tay cầm riêng ở trước để đo nhịp tim. Điểm cộng là phần cảm biến rất là rộng nên đo cũng dễ hơn. Khi mà các bạn tập luyện thì chúng ta nên thường xuyên đặt tay vào đây để chúng ta có thể biết được nhịp tim của mình. Từ đó có thể căn chỉnh chọn lựa những bài tập phù hợp với cường độ của bản thân mình. Thêm một cái đặc biệt nữa là trên bảng điều khiển này là phần chương trình. Chiếc máy này thì sẽ có 15 chương trình được thiết kế sẵn các mức vận tốc và độ dốc khác nhau và sẽ thay đổi thông số theo thời gian để cho mình có những bài tập với cường độ khác nhau. Ngoài ra thì bạn cũng có thể thiết lập một mức thời gian, quãng đường hay lượng calorie cho máy đếm ngược, thì cũng là một cách tạo cho mình một buổi tập thú vị và có mục tiêu hơn. Về khả năng bảo dưỡng thì ở mẫu máy này còn có một phần giúp mình có thể tự tra dầu cho bộ truyền động ở bên trong. Mình chỉ cần mở nó lên rồi tra dầu vào thôi, nên có thể giúp bạn chủ động nâng cao được tuổi thọ của máy tại nhà. Ngoài chức năng chính là chạy bộ ra thì các phụ kiện đi kèm như tạ tay, đầu massage mở bụng, đĩa xoay eo hay dụng cụ hỗ trợ gập bụng sẽ giúp mình có thể tập luyện thêm các nhóm cơ khác. Mua một mà được đến 5 kiểu tập luyện, bởi vậy đây là một chiếc máy chạy bộ sẽ dành cho những bạn nào mà đang cần một thiết bị tại nhà để mình có thể rèn luyện sức khỏe. Máy có độ hoàn thiện cao, cứng cáp, đặc biệt là có thảm chạy và hệ thống giảm sốc tốt để cho mình có một cảm giác chạy thoải mái và an toàn. Thêm nữa thì nó có rất là nhiều những tính năng giúp hỗ trợ trong quá trình tập luyện của mình, vì vậy nó rất xứng đáng nằm trong danh sách để bạn cân nhắc. Và đó chính là trải nghiệm của mình về chiếc máy chạy bộ đến từ thương hiệu Daikyosan. Và nếu như mà bạn đã ưng rồi thì hãy click vào đường link ở phần mô tả để biết thêm thông tin chi tiết của sản phẩm cũng như là giá bán nha. Và đừng quên like và subscribe cho kênh Điện Máy Xanh. Còn bây giờ, Phi Hậu xin chào và hẹn gặp lại.